Có trưởng thành ở bên, Harry Won lưu diễn nước ngoài cũng khác hẳn thời mang 300 USD đi Mỹ. So sánh cả hai lần đúng là Harry Won khác một trời một vực luôn. Sau khi yêu trưởng thành, Harry Won không chỉ đắt show trong nước mà còn ra nước ngoài để biểu diễn. Mới đây, cô cùng bạn trai và nhiều nghệ sĩ Việt khác đã có một tour diễn ở rất nhiều nước châu Âu. Trước đó, Harry cũng từng sang Mỹ biểu diễn, nhưng lần ấy, Trấn Thành gặp trục trặc và không thể nhập cảnh vào quốc gia này. Những lần biểu diễn ở Mỹ vắng Trấn Thành và chỉ có 300 USD trong tay, Harry đã gặp khá nhiều khó khăn, vừa ốm vừa phải vay mượn bạn bè và khá lủi thủi. Lần này thì khác, có bạn trai đi cùng cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng rút kinh nghiệm từ lần trước, Harry và Trấn Thành tuy có bị ốm do thay đổi thời tiết, nhưng có thể thấy cả hai rất vui vẻ, lúc nào cũng cặp kè bên nhau, đi ăn chơi rất nhiều nơi ở trời Tây. Có thể thấy, hai lần ra nước ngoài của Harry Won khá đối lập nhau. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!